Bắt đi, bắt không đi. Mày mới luôn là bắt cáo luôn. Đây cả nhà. Nó. Đi lên nhà nó cả nhà. Vô. Đây, nguyên vàng chất lượng cả nhà. Đi. Đó. Đó. Mình đi giăng lưới trên cái sạp bự không cả nhà. Được như đây này cả nhà. Hoa đang muốn cả nhà. Thành quả như đây này cả nhà ơi. Bắt thêm mớ chuột nữa vậy ăn. Cả nhà xem tiếp video cả nhà ơi. Vô. Rồi, dính chuột rồi cả nhà ơi. Vô đầu tiên này ba. Rồi. Chào cả nhà đang xem kênh Quỳ Thanh cho Phú nha. Mấy này mấy anh em sẽ đi theo mấy cắt lưới này nữa cả nhà ơi. Bây giờ đang đào cái hang ngoài đây nè cả nhà. Chuột nó chạy. Đi tiếp quay. Chuột nó cánh đồng lúa này còn nhiều quá cả nhà ơi. Bởi vì anh em chưa đi theo mới chắc được. Đi theo bờ đê đào chuột thôi cả nhà. Đây ba. Đây á, len nó sống xuống. Cả nhà, không có rồi cả nhà. Đáp bác lại cho người ta cả nhà. Có biển cái hang cả nhà. Nó tới rồi ba, tới. Có chục con rồi. Mất nó coi. Nãy nó chạy là chạy từ hang chính lên mà, cái này kỹ hang chính lại được rồi. Thank you.
ơi 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 ơi, bự 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 quá. Xem không ạ. À, giơ lên coi. Nè cả nhà. Trong cửa lâu lắm rồi, đợi mấy trăm mấy con à. Quá bự con chuột này. Trời lâu lắm rồi. Giờ cả nhà ơi. Quá trời con chuột này. Bá. Giá nè. Trong cái đầu như thế nào. Hả? Sáng nay mình đó. Đấy đấy là mình giật theo máy hàng mới chắc thôi. Xe con chuột giá. Hàng nhất. Này phát hiện đây có cái hàng nữa cả nhà. Đây là hết đây rồi nè. Không có lưỡi hái, đem theo lưỡi hái cắt mấy cái cỏ này thì tỉnh. Mua sủ này đủ mà. Này đào đại lên đi lùng ơi, này không có sợ lúa đâu. Nó vậy đâu được vậy. Còn hang chạy xuống mà, đi chỗ này nè. Đâu nó bước thì bá không có cái nhà ơi. Bắt đầu đùng mà. Đây nè. Đi qua này quá. Ha à, đi qua bên này nè. Lên cái đó nghe mệt xíu quá. Làm tiếp. Tao bây giờ không có chuột nào hết. Hết luôn. Kìa. Đùng cái đó mà sao mà không có ha. Cái xuống rồi luôn. Xuống rồi. Cùng hả? Nhớ lại luôn. Cắt nó đây nè. Tay ra ba. Quá dữ quá. Có à, có à. Em lại. Bắt tí. Bắt ở đây đi. Một tí à. Bắt đi, bắt không đi. Lứa mà. Lứa mà. Dính vừa rồi. Lứa rồi đem rồi. Hết hả? Có là con chuột lứa này nha cả nhà. Em. Rồi tiếp tục thôi anh em. Ừ, ông này mới luôn nè, mới cáo luôn nè, mới đụng nè. Đó, trời. Gỉ anh em. Nó đùng đó. Ấy. Chính là lùng. Sao chạy thoát được?
đây cả nhà. Bàn chân cũng có lợi lắm đi bộ. Đã thử hết đi coi. Những dồn sao mấy con giật lứa này. Đây. Giang hán. Nó dị mà im quá. Thấy cái ủng luôn nè là lục. Nhào dọn bên kia sạch chạy lúa ủng lắm mấy em. Lúa đâu? Rồi, tạo nào cứ vô đó chứ. Cái hàng này hơi dài đấy nha. Nó. Con. Trời cái đào lứa mấy đào bờ kênh này không nè, bắt chục lứa được rồi. Đất này không có chuột hết ta. Chắc là không thấy có chuột cả nhà ơi. Không thấy con chuột nào chạy vậy. Đi lên nhìn nó cả nhà. Đẹp quá. Lúa nó suốt nè. Trời ơi. Lúa nó suốt cỡ đó. Ôi sao nông dân không lỗ. Đào. Đúng rồi. Cô ơi, đi. Để gọi anh an toàn. Đây nè, quay ách đó nè. Chẳng lấy.
Đúng rồi. Đây cho đây nè quên. Đây bên đây, bên đây nè. Đó kìa 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 vô đúng đó. Ở ngay cái đấy đó. Đúng rồi, chụp xuống. Đó. Thấy chưa? Hả? Wow. Nhỏ mới bắt được cái con chuột này. Cái nhà đó. Giờ lên cho cái nhà xem coi. Này không anh em chuyển đồng rồi cả nhà ơi, sớm giờ bắt hai đồng mà không thấy cái con gì chứ, bây giờ chuyển qua tới đồng Mỹ Phú. Đây có mấy em lính nhỏ đây theo đây. Ai đông rồi. Chào cả nhà ơi. Đâu, thằng nhỏ này luôn nè, chào cả nhà ơi. Đi. Vô. Lùng mới phát hiện cái hang cả nhà. Cứ ra đi cho mấy nhỏ được. Tay chân nha mấy con, đừng có vô nha. Chuột mùa này cũng khan hiếm cả nhà ơi, không phải như mùa hè thu, mùa này mùa khô ráo quá, chuột không ở trong hang, nó ra bờ đê không à. Nhìn nha. Đây nguyên vàng chất lượng cả nhà. Cho mấy con lẳng nào đi, nào vô lớn lớn nhỏ thì nhỏ đi. Mình đang ăn ở trong. Mình đang ăn ngách. Vậy hang nằm đâu? Không có. Hang có hang không? Hả? Đâu? Hang hang cua không? Rồi tùng quá. Kiếm hang trong lúa thôi mới có thôi. Mấy đồ hình này không lẽ thì sợ mấy con chuột đó. Đúng không? Ai? Có, 60 con. Mình về đàn ông mà, dân chơi mà. Đây về đây đâu nào bà dạo. Đất đai cắt hết trơn cả nhà, nhưng mà không có hang nào, cái hang nào hết trơn. Hả? Cái đó màu không á. Cơ môi con. Ủa? Biết cơ môi à? Thì là tính phương hướng khác đi chứ, cái này thua rồi đó. Bán hai văn. Ừ, đi dẫn kéo lưới văn đây. Cái mương rộng để kéo không? Anh em quyết định về cả nhà, đi sớm giờ được cái 4 con chuột, 3 cánh đồng cả nhà. Quyết định về mình kiếm cái khác quay cho cả nhà xem. Đây đó. Một ngày thất bại cả nhà ơi, giờ lặng lẽ đi về thôi, về mình kiếm cái gì đó để mình làm. Cả nhà xem tiếp video cả nhà ơi. Rồi tiếp tục thôi cả nhà ơi, mà bắt chuột sớm giờ thì được mấy con, bây giờ tiếp tục là đi, mình đi văng lưới trên cái kinh 3 tháng 2 này nha. Kinh 3 tháng 2 này ở Mỹ Đức nha. Đó, văng lưới trên đây nè. Văng từ đây dài xuống tới dưới đó đó cả nhà. Đó, ba đằng sọn lên ngay lưới văng. Chuột 4 5 con à, chia anh em ăn không đủ cả nhà ơi. Thì văng thêm. Rồi, đi xuống dưới thôi. Đó, văng trên kinh này nè. Kinh này người ta gọi là kinh 3 tháng 2 nha cả nhà. Ở Mỹ Đức. Rồi kết quả như thế nào thì đợi họ đem đi thăm lứ rồi cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ theo dõi video nha cả nhà. Đây anh Toàn đang văng lứ cả nhà. Đó. Đó.
À, thì đang màu cá ăn đây. Kênh này mà rộng lớn lắm quá. Này là săn bắt kết hợp luôn hả? Vừa bắt chuột vừa đi văn lưới luôn. Quá lội à. Rồi sau khi nghỉ ngơi không anh em đi thăm lưới nha cả nhà ơi. Từ thôi. Đi vô mé đây. Dính không? Dính nhiều không? Đó, ừ, gỡ cái sạch gỡ nhẹ mà. Những cái sạch mà bự không cả nhà. Mày đứng bánh không lộn. Tao gỡ cây lên nè, mày lôi lên nè. Hả? Qua nữa. Qua bánh nè. Bánh gì qua bánh. Ừ. Mấy nhỏ lội cả nhà. Mẹ cây ra, cũng hư luôn à. Cho nó cuốn ra đây, từ từ để gói lắm. Kìa. Con giỡn hả? Nó gói vậy? Dạ. Đâu? Cá phiêu bự không? Nó nhỏ lội hay quá, em lội không được. Không. Cái nhà. Cái Linh. Ừ, đó. Ngon ngon không? Con cá hả? Con cá. Đi lên luôn đi mày ơi. Tao có đụng lưới đâu. Đi vô đi. Rồi là nghỉ chở mày về luôn. Ủa, dằn mấy cái lưới này là dằn hạn chế mấy chỗ sâu rồi. Sâu rồi, khó gỡ lắm. Trời ơi kìa. Trời ơi kìa. Đúng rồi, qua miếng đây nè. Đứng ở trên bờ luôn. Đứng trên bờ cú luôn. Má anh Phật kìa. Đâu qua miếng đây luôn. Yêu quái. Cái xấu đang bơi nha. Quậy ơi, nó nổi lên nữa nè. Dính nước đây luôn rồi. Trời ơi. Bả là gì mà nổi lên lấy ghê ta. Rồi kia đi theo mấy cái này đòi lấy đó. Đó lên. Ê. Hai con. Con phi bự quá. Cái này bự thôi. Có con nó bự. Ừ. Cái lại. Đó quá bả rồi. Ê, dính cá gì bự á. Làm rồi. Cả hai con. Hai ba con luôn. Dính nè. Đây cho
Cái bên này bắt luôn à? Bắt luôn đi. Đầu dở lên cho cả nhà coi 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 con. À, sắp giờ được như đây nè cả nhà. Cái sạc bự bự ngon ngon không nha. Đây hai con kìa. Ừ. Đây đứa, mình kia đứa thằng sởn mình kia bánh. Đó. Được không? Được không? Được chạy luôn. Cái này là ăn nước này an toàn nha cả nhà, tại nít đây biết lỗi dần nha. Nít đây là đứa nào đấy biết lỗi dần. Chứ cả nhà đừng xem mà thấy nít sợ nguy hiểm nha. Lỗi giỏi hơn Hoài Thanh nữa. Nhưng mà thì an toàn, nó ngồi. Ngồi nhớ nhớ mẹ. Hết giờ hết lưới chưa? Dạ. Con gỡ hết luôn đi con. Gỡ kéo lưới dài dài lại. Bé là hết rồi cả nhà, hết lưới rồi. Cái lưới đầu tiên, cái lưới 4 phân. Đằng đó có cái cành đó đó. Ừ. Dính cây gì đắng vậy trời đấy. Hồi bả nữa nhấc gì. Trời đẹp không cả nhà, khung cảnh yên bình. Thích ra. Người ta lấy đầu tiên nha cả nhà. À, cá ngon cá. Bên đây là cái sạc bên đây nè, ăn ngon không? Đủ ăn bữa cơm chiều. Tiếp tục thăm lưới thứ hai nha cả nhà. Gì đây? Bao bọc gì đây? Bột phải sửa. Ha, thấy mấy anh cái lục kiến rồi, hình nán rồi đó nha. Đúng rồi. Tay lưới này bự hơn cả nhà, tay lưới 6 phân. Miết dính được con cá nào vừa bự không? Dính nữa con. Cái lâu kiến không kìa đó, dính cái lâu kiến nè. Cái lâu kiến khổng lồ là tôi là anh em ở đây sẽ khổ lòng cả nhà. Về mấy xe mình không giờ thấy không ạ? Giữa kênh này ít cá quá, không? Có ăn nhiều. Ừ. Đó, đó, thêm vô ba bắt hết luôn. Rồi. Cái này ướp sẽ tới nó ngon, nướng ăn ngon, nên đòn. Im luôn á. Nhưng là mấy anh lâu kiến không hoa ra muốn cả nhà. Vậy đó, nhân tài nhỏ đang lặn lấy cây cả nhà. Ô nhỏ này giỏi, nhỏ lợi. Hồi nghỉ quay mình bắt chuột luôn không? Chú ngày xưa bắt chuột tài tình với con. Chú tầm mình chặt cái máy. Chú chạy đánh con nào qua luôn rồi. Ờ, đó. Ở đây về đường trong đây hay là về đường ngoài? Còn về đường ngoài luôn con. Nghe. Ờ, lỡ trời gượt cho hang rồi sao? Ừ. Lấy giật cái len ta đang đào còn kỳ quá. Rồi, đứng đây. Lâu lợi rồi. Nghe nha. Anh em tính xuống bắt thêm miếng nó mới về nha. Đó, máy cắt đang cắt bên đó đó cả nhà.
bánh bánh là nãy giờ mấy nhỏ rượt quay bánh quá trời luôn. Mà sáng giờ mình đi không có thấy có ha. Lục bình. Thì cái lục bình đầu lại đó. Để đi bắt chuột. Để đi. Bắt rồi bỏ chuột đâu trời. Bắt chết. Để găng nó bó sao mày không được nữa con. Chặt chết đi. Chặt đầu quá hả cháu? Đợi vậy nha. Người ấy một đống ở đây nè. Có hồ tính hay ham không? Tính sáng giờ ba cánh đồng rồi đó. Sáng giờ đi ba cánh đồng cả nhà. Có được 6 em chuột gì à? Nhanh đi quên nó cắt gần xong quên. Để luôn. Có được cảnh đẹp quá. Rồi cái này thành quả như đây nè cả nhà ơi, hai tay lứ. Đó. Cũng được mớ để mấy đứa cháu ăn cơm chiều được rồi. Rồi. Tính quay thêm lần nữa nha, mà cả nhà điện thoại hết pin rồi. Mấy anh em sẽ đi qua bên cánh đồng nó cả nhà. Bắt thêm mớ chuột nữa về ăn. Bữa nay có 4-5 con à, ăn không ăn chia không không đủ cả nhà ơi. Hẹn rồi, hẹn cả nhà lại những clip sau nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Bye bye cả nhà. Bye bye.